Xin chào, kính chào khán giả của VTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ tư, 9 tháng 10, 2024. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin được chào đến quý vị khán thính giả của VTV và gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Tất cả mọi chú ý đều được dồn cho Florida, lý do là bởi vì là siêu bão Milton sẽ thổi vào vùng Tampa Bay, Orlando, Jacksonville vào tối ngày hôm nay và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, khi mà tôi nói là tất cả mọi chú ý thì không phải là chỉ ở Hoa Kỳ không thôi, mà tôi thấy là tin tức của thế giới họ cũng nói đến cái cơn bão này, và nhiều bài báo họ viết với đại ý bảo rằng là trong cuộc đời người ta chỉ trải qua một cơn siêu bão là ta sẽ ớn, mà không ngờ là Florida là chỉ trong vòng 2 tuần lễ là có 2 cơn bão, mà 2 cơn bão đều là những cơn bão nặng, những cơn bão mà có thể gây nguy hiểm chết người. Gây nguy hiểm chết người cũng là điều mà các giới chức của tiểu bang Florida cũng như là các thành phố họ nói đến, cái họ kêu gọi mọi người là phải di tản, bởi vì lý do rất là dễ hiểu, đây là siêu bão, và siêu bão thì có thể là cái chuyện chết người thì là cái chuyện nghĩa là hầu như là có thể sẽ xảy ra. Và đương nhiên người ta nghĩ là cách hay nhất là bây giờ là phải kêu gọi mọi người làm ơn di tản để mà tránh bão. Ít nhất là đã có cả 1 triệu người rời khỏi nhà, lắng nghe lời kêu gọi của chính phủ. Chính phủ đấy là chính phủ tiểu bang và chính phủ địa phương. Và họ đi đến những nơi khác, những cái vùng yên ổn hơn để mà tạm trú. Nhưng mà cũng phải thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán giả là đúng, tôi nghe thấy là đúng như là những tờ báo ngoại quốc họ bảo cả đời mà chỉ qua một cơn siêu bão thì cũng đã đủ mệt rồi. Huống chi bây giờ trong 2 tuần lễ mà tiểu bang Florida lại phải lãnh tới 2 cơn bão, và cơn bão nào cũng là những cơn bão nặng nề. Xin mọi người cùng dâng lời cầu nguyện cho người dân Florida và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đó là cái lời kêu gọi được đưa ra. Cái lời kêu gọi này không phải là của một mình người Việt TV, cũng không phải của mình cá nhân anh Đỗ Dũng hay là của cá nhân tôi, mà đây là cái lời kêu gọi chung. Cái lời kêu gọi này ngày hôm nay cho đến giờ phút này, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đó là lời kêu gọi cả thế giới cùng cầu nguyện cho tiểu bang Florida. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được cho đến giờ phút này để gửi đến quý vị khán thính giả của trước khi mở đầu chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Cầu nguyện gì anh ơi, người ta biết ai là thủ phạm rồi. Người ta biết ai là thủ phạm rồi. Anh có nghe bài dân biểu Marjorie Taylor Greene nói chưa? Người ta biết thủ phạm rồi. Có nghe rồi. Thành ra thôi, chuyện đó mình để cho nghĩa là họ đấu đá với nhau chuyện đó. Hôm nay chúng ta nói vào cái chuyện bầu cử mà gần đến ngày như vậy là chúng ta chưa đầy một tháng nữa đúng không anh? Chưa đầy 4 tuần lễ. Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ 27. Dạ vâng. Dạ. Ở California thì người dân cũng bắt đầu nhận được phiếu bầu rồi. Ở một số tiểu bang khác thì coi như là bắt đầu đi bầu rồi. Tôi đang lo là Florida và các cái tiểu bang mà bị bão Helene đi qua cái này là sẽ mất quyền công dân, bị tước mất quyền công dân vì cái bọn cánh tả nó tạo ra bão làm cho người ta không đi bầu được. Nó kiểm soát bão lụt, dạ vâng. Nó kiểm soát bão lụt, kiểm soát thời tiết. Đó. Nó tôi lo, nhưng mà bây giờ Đảng Dân chủ còn lo hơn nữa thôi. Họ lo là có thể có một cái điều xảy ra giống như năm 2000 và năm 2016. Đó là bà Kamala Harris đó. Hiện nay đó, các thăm dò đều cho thấy bà hơn ông Trump 1-2% trong cái gọi là cái dung sai mà tổng hợp hết. Nhưng mà họ dự đoán là có thể bà Kamala Harris đại thắng. Tức là có thể là ông Trump ví dụ mà 200 triệu người đi bầu đi, có thể là ông Trump chỉ được cỡ chừng 60-70 triệu phiếu thôi. Bà kia có thể tới 120 triệu, thậm chí 140 luôn, áp đảo luôn. Nhưng mà có thể bà lại không đủ 270 phiếu đại cử tri. Cái đó là cái căng thẳng. Và hiện nay thì anh biết là nó chỉ có 7 tiểu bang giải quyết, 7 tiểu bang, 43 tiểu bang còn lại là chết. Coi như nói thẳng ra luôn, số phiếu của cử tri 43 tiểu bang còn lại đi vào thùng rác. Đúng không? Tôi cho anh cái ví dụ. Bây giờ nó có 41 tiểu bang. Anh thắng 20, tôi thắng 20. Biết chắc luôn. 20 tiểu bang này không bầu cho anh. Là chắc chắn bởi họ không ưa anh. Mà họ rất mê tôi. Mà họ chỉ biết bầu thôi. Không bầu cho tôi, họ tắt thở.
bầu cho anh họ cũng tắt thở, mà không bầu cho tôi họ cũng tắt thở. Ngược lại 20 tiểu bang này chắc chắn là bầu cho anh không bầu cho tôi. Đúng chưa? Bầu cho tôi họ cũng tắt thở, không bầu cho anh họ cũng tắt thở luôn. Xong tôi và anh Nhật tranh nhau có một tiểu bang thôi. Và có thể là anh thắng cái tiểu bang đó. Đúng chưa? À, nhưng mà tổng cộng là số phiếu ở cái tiểu bang 20 tiểu bang này đó, số phiếu phổ thông có thể là tôi nhiều hơn anh luôn. Nhiều có thể gấp ngàn lần luôn, nhưng mà cũng chỉ có 20 phiếu đại cử tri. Bên này anh có thua tôi 1000 lần nhưng anh cũng có 20 phiếu đại cử tri, đúng không? Đó. Và hiện nay tôi anh đang đấu ở cái tiểu bang này, bây giờ trong 7 tiểu bang chiến trường này đó thì nó tính ra nó còn kinh hoàng đấy anh Khanh. Nó có tổng cộng là 94 phiếu đại cử tri, đúng không? Của dạ, vâng, 7 đúng. Tiểu bang này. Dạ vâng. Mà nếu anh đi sâu xuống đó, trong 7 tiểu bang này nó lại có nhiều quận hạt. Lại cũng có những quận hạt là không bầu cho anh thì tắt thở, mà bầu cho tôi, không bầu cho tôi tắt thở luôn. Thì tôi với anh cũng không quan tâm đến mấy quận hạt luôn. Chúng ta tập trung vài quận hạt mà quan trọng thôi. Tức là vài quận hạt chiến trường. Thì ta thống kê ra đó là tính ra những cái quận hạt chiến trường là nó vào khoảng tới chừng 22.7% tổng số cử tri đi bầu. À xin lỗi, 22.7 triệu. Vâng. 22.7 triệu, tức là tương đương khoảng 10% tổng số cử tri của Mỹ nếu mà 227 triệu người đi bầu. Đúng chưa? Vâng. Vâng. Thưa anh, cái số này mới là số quyết định, có hơn 22 triệu cử tri nó quyết định cho toàn bộ 227 triệu của nước Mỹ. Nghe buồn cười không? Đó. Thì bây giờ người ta đang sợ rằng là có tình trạng mà giống như năm 2000. Anh nhớ năm 2000 là ông Al Gore thắng phiếu đại phổ thông, thắng phiếu cử tri mà thua phiếu đại cử tri ông Al Gore. Và năm 2016, bà Clinton thắng phiếu phổ thông nhưng mà thua phiếu đại cử tri. Thế chưa? Đó. Thưa anh, bây giờ người ta đang bên đảng Dân Chủ bắt đầu là họ lo. Họ lo sợ là điều này lại có thể xảy ra giống như năm 2016 và năm 2000. Thưa anh nghĩ sao về cái chuyện này, điều này có thể xảy ra hay không? Xin mời anh. Tôi nghĩ là điều này có thể xảy ra. Thành ra là bởi như vậy đảng Dân Chủ bắt đầu đứng lo. Tôi tin rằng là ai cũng bảo là đừng có tin vào cái thăm dò. Nhưng mà bây giờ tất cả những cuộc thăm dò đều dẫn đến chúng ta đến chỗ đó, hoặc là gần gần đến chỗ đó. Tức là cái chỗ mà ông Trump xét hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành tân tổng thống của Hoa Kỳ. Gần 270 là đủ đấy, không cần hơn 270, 270 là đủ rồi. Dạ. Dạ vâng, đúng vậy, nhưng mà bà Kamala Harris sẽ thắng phiếu phổ thông đầu phiếu. Dạ. Tức là xin lỗi anh, tức là nếu mà ông Trump đạt 270 thì bà kia còn có 268 thôi. Đúng không? Đúng vậy. Dạ, đúng vậy. Rồi, xin mời tiếp tục. Dạ. Thành ra là bây giờ là tôi thấy là nếu mà anh Đô Dũng vào, hoặc là quý vị khán thính giả của Việt TV vào những cái trang cá cược thì người ta cá cược thì người ta cũng thấy rõ ràng là như vậy. Tức là có vẻ 50-50 giữa hai ông và bà. Tức là giữa ông Trump của đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris của đảng Dân Chủ. Nhưng mà nếu hỏi là ai thắng phổ thông đổ phiếu thì cái tỷ lệ mà cá cược nó khác hẳn. Bà Kamala Harris hiện nay là được dự đoán là phải thắng ít nhất 60% lá phiếu phổ thông đầu phiếu, tôi nói lá phiếu của toàn quốc chứ không phải là phiếu cử tri đoàn. Thành ra là bởi như vậy, tôi nghĩ rằng là ở phía bên bà Kamala Harris thì cái mà họ thăm dò thì họ cũng nhìn thấy là như thế, họ cũng nhìn thấy là mình có cơ hội sẽ thắng lớn, nhưng mà chỉ là thắng lá phiếu phổ thông đầu phiếu chứ không phải là mình thắng lớn ở phiếu cử tri đoàn. Thế ra rốt cuộc sau thì bây giờ người ta mới bảo rằng là bây giờ 7 cái tiểu bang mà như anh Đỗ Dũng nói là những cái tiểu bang quyết định. Cho đến ngày hôm nay thì xin phép được thưa thêm với anh Đỗ Dũng một điều là như thế này. Người ta đang đưa ra một cái dự đoán, tức là hai bên đều có thể thắng và hai bên đều có thể thua. Hiện tại bây giờ người ta bảo rằng là ông Donald Trump đang thắng ở Arizona là một, North Carolina là hai, Georgia là ba. Và ba tiểu bang mà bà Kamala Harris đang thắng, tức là Nevada là một, Wisconsin là 2 và Michigan là 3. Còn một cái tiểu bang duy nhất, tiểu bang đó đứng giữa, đó là tiểu bang Pennsylvania. Tiểu bang Pennsylvania với lại 19 lá phiếu cử tri đoàn. Đó người ta bảo là đó sẽ là cái tiểu bang sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Và nhiều người đã bảo ngay rằng là chắc chắn là đường vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 là phải đi qua Pennsylvania. Đó là những gì mà tôi ghi nhận được và hy vọng là đã trả lời được câu hỏi đầu tiên mà anh Đỗ Dũng đưa ra. Thưa anh, tôi đang thắc mắc cái chỗ này, tức là gì? Tất nhiên cả bên ông Trump và cả bà Harris đều biết là ăn thua với nhau ở phiếu đại cử tri. Dạ vâng. Họ đổ rất nhiều tiền
và rất nhiều công sức của các cuộc vận động xuống những cái tiểu bang chiến trường này. Và anh để ý trong những ngày qua toàn là đi tiểu bang. Ví dụ hôm nay là ông Tim Wah và ông Jenny Van. Vâng, hôm nay ông Tim Wah và ông Jenny Van đều cùng nhau xuống Arizona, một trong 7 tiểu bang chiến trường, anh thấy không? Rồi ví dụ những tuần trước ta thấy là ông Trump và cả bà Harris cũng đều cùng đến Pennsylvania. Kinh hoàng luôn. Bây giờ ta thống kê đó là trong 7 cái tiểu bang này đó, là ban vận động của cả hai bên đi vận động tổng cộng là hơn 200 lần. Hơn 200 lần. Mà trong đó, đó à xin lỗi, cả nước Mỹ họ đi tổng cộng là hơn 200 lần. Nhưng mà trong đó 3/4 là đến 7 cái tiểu bang này. Dạ, vâng. Tức là 150 lần đến 7 cái tiểu bang này. Anh thấy chưa? 50 lần còn lại đến 43 tiểu bang còn lại. Tôi gọi 43 là có nhiều con số, có nhiều tiểu bang họ không đến luôn. Đúng nhiều không? Tiểu bang họ không có đến. Mà thực ra họ đến là họ lượm tiền thôi, chứ chẳng có vận động. Đến tiền để quyên tiền chứ không phải. Ví dụ như ông Trump là California nó bầu ông vẫn đến ông lượm tiền. Ông vẫn lượm tiền như thế. Đúng không? Hay là bà Kamala Harris trong qua bao nhiêu cái tiểu bang chẳng bầu ở đến đây tôi lượm tiền. Thì người ta nói là thống kê là đúng như anh Khanh nói. Wisconsin không có là hai ông bà đến tổng cộng 27 lần. Riêng Pennsylvania là tính đến ngày thứ ba ngày hôm qua là 41 lần. Hai người đến 41 lần. Đúng như anh Khanh nói là bây giờ nó chiến trường nó chính là nằm ở tại Pennsylvania. Bây giờ mình dẹp 6 tiểu bang kia qua bên. Và ngày mai này tôi được biết là ông Trump còn đến luôn Scranton luôn. Nơi mà ông Joe Biden ở chuồng tắm mưa. Dạ vâng. Nó đến ngay ổ luôn. À, dạ vâng. Ngay ổ luôn. Thưa anh thì bây giờ là nói thẳng luôn á, đúng như anh nói là hai ông bà này đang tranh nhau ở cái chỗ tiểu bang Pennsylvania. Thì ra anh biết ở đây đó là nó có là giới công nhân nhiều nè, blue collar nè, đúng không? Là thường ủng hộ dân chủ. Vâng. Nhưng mà trong cái giới này nó lại cũng có là đàn ông tầm khoảng cỡ 40-50. Đó. Nghĩa là họ vừa là gốc gác là dân chủ thường bầu, nhưng mà họ lại là đàn ông. Cánh đàn ông chúng tôi là thích cũng Trump hơn là bà Harris. Vâng. Cái người mà không qua ngọn cỏ đó. Đúng vậy. Thưa anh, bây giờ hỏi anh nè, hai ông bà này sẽ dùng chiến thuật nào, như thế nào để lấy được 20 phiếu đại cử tri của Pennsylvania trong những ngày còn lại của cuộc bầu cử này? Họ có chiến thuật gì đặc biệt không? Có làm gì đặc biệt không? Xin mời anh. Tôi nghĩ là họ sẽ đi tiếp tục cái con đường họ đã từng đi trong mấy tháng trời vừa qua. Trước hết là ông Donald Trump bảo là đừng chọn bà Kamala Harris. Chọn Kamala Harris tức là chúng ta chọn Biden nối dài, và Biden nối dài là không có lợi cho mình. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là như là ông Trump và ông phó tướng là ông Jenny Van thường xuyên nói, chọn Kamala Harris tức là chúng ta chấp nhận một chế độ cộng sản ở tại nước Mỹ. Chúng ta không thể nào chấp nhận được như vậy. Nước Mỹ như ông Trump đã từng lên tiếng cam kết là ngày nào còn tôi thì ngày đó nước Mỹ sẽ không trở thành một quốc gia cộng sản. Tôi nghĩ là họ cứ tiếp tục làm như vậy. Ở phía bên bà Kamala Harris thì đương nhiên tôi thấy là bà cũng có cái cơ hội để mà thành công, mặc dù là nó hơi khó khăn hơn một tí xíu. Trước hết là bà dùng cái đòn của bà vẫn là cái đòn phụ nữ là một, y tế, giáo dục và xã hội là hai. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi e rằng là sợ rằng là như vậy nó vẫn chưa đủ. Tôi không dám nói rằng là như vậy là bà sẽ gặp thất bại, nhưng mà tôi chỉ e rằng là chưa đủ. Nên nhớ rằng là bà là một người phụ nữ, bà lại là một phụ nữ da màu, bà là phụ nữ gốc Á, thật ra là bà khó để mà có thể thắng được một ông, được gọi là ông mà chứ anh Đỗ Dũng hay dùng tức là mắt xanh mũi lõ lắm, thật ra cái điểm đó rất là khó và ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Rồi ngay chính bà Kamala Harris khi bà ra vận động tranh cử với mọi người thì bà cũng bảo rằng là chúng ta đang ở cái thế kèo dưới, chúng ta chấp nhận, chúng ta biết là như vậy, thật ra chúng ta cần phải vượt qua mọi khó khăn để mà chúng ta mới đi đến thành công. Tôi cũng để ý thấy là bà Kamala Harris nó có một cái lợi thế mà cho đến giờ phút này thì hầu như là chưa có một ứng cử viên nào có thể có được. Hồi năm 2016 chúng ta có bà Clinton, mọi người thì cũng hoan nghênh lắm, nhưng mà tôi thấy rằng là cái sự ủng hộ dành cho bà Clinton không thể nào so sánh được so với lại bà Kamala Harris hiện nay. Tôi còn nhớ là ông Donald Trump cũng như là ông Jerry Van đã từng lên tiếng công khai bảo là ô, cái thời kỳ trăng mật chính trị nó chỉ trong khoảng một trăm bữa nửa tháng là nó chấm dứt. Nhưng mà thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cho đến giờ phút này nó vẫn chưa chấm dứt.
Cho đến giờ phút này, cái tin tức mới nhất mà ghi nhận được từ thủ đô Washington nói rằng là bà Kamala Harris đã kiếm được 1 tỷ trong chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Tức là bà kiếm tiền nhiều hơn ông Donald Trump, bà kiếm tiền được nhiều hơn ông Joseph Biden làm sếp đương nhiệm của bà. Vấn đề còn lại tức là tiền thì có, bây giờ cái cuối cùng còn lại tiếp tục vận động và kêu gọi cử tri ủng hộ cho mình. Nên nhớ, có tiền là một lợi thế, nhưng mà bảo là có tiền là chắc chắn sẽ chiến thắng thì bà Kamala Harris bà biết câu trả lời là không. Có tiền chưa chắc đã là có chiến thắng. Thật ra bà phải cố gắng làm hơn nữa, làm những điều mà như là bà đã từng làm trước đây. Tôi biết là bà sẽ gặp khó khăn. Một cái khó khăn khác nữa mà tôi cũng phải xin phép được thưa thêm ở đây, tức là người ta gắn liền bà với lại ông Biden. Và khi mà gắn liền với ông Biden thì người ta đã có vấn đề kinh tế, về vấn đề vật giá leo thang, về vấn đề di dân, về vấn đề tình hình bất ổn ở tại vùng biên giới, và đặc biệt nhất là cái xáo trộn của cả thế giới với hai cuộc chiến Israel với lại quân khủng bố Hồi giáo Hamas và Hezbollah, cuộc chiến của Ukraine với lại Nga. Thật ra người ta nghĩ rằng là để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần một người đàn ông cứng rắn, và người đàn ông cứng rắn đó là ông Donald Trump. Bà phải đi tìm và phải giải thích cho người ta hiểu rằng là ông Trump, ông ấy chỉ nói chứ ông không có làm được cái gì cả. Quý vị tin tôi và quý vị tin là tôi có đủ khả năng để tôi làm những điều mà quý vị đang trông chờ. Hy vọng là bà sẽ nói đưa ra được cái lời kêu gọi đó, và hy vọng là đó là cái lời nhắn gửi của bà với cử tri, và cũng hy vọng là cử tri gật đầu với bà. Còn nếu không thì thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cuộc bầu cử có lẽ rằng là sẽ nghiêng về phía của ông Donald Trump như là nhiều người đang dự đoán. Đó là câu trả lời của tôi thưa với anh Đỗ Dũng. Anh tiền bạc ở đây mình không nói tới cái tiền bạc, bây giờ mình nói con số thôi. Đấy, thì nó con số vâng. Tiền anh nhiều ít không thành vấn đề ở đây. Đấy, có đổ nhiều tiền ra chăng nữa thì vẫn là kết quả, đúng không? Đúng vậy, dạ. Có tiền chưa chắc thắng cử, không có tiền thì khó thắng cử. Điều đó tao thấy rõ. Cũng giống như anh mà không lên tàu đó thì anh không thể đến Mỹ được sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Còn anh bảo đứng một chỗ, anh bảo đến Mỹ thì anh không đến. Giống như anh không, anh mua vé số thì không có trúng, nhưng mà không mua vé số thì không có khả năng trúng. Thì đúng không bao giờ trúng cả. Tiền bỏ qua bên. Bây giờ trở lại với Pennsylvania. Anh biết rồi đó. Đây bây giờ nhiều người ta đang nói lên một cuộc chiến giữa đô thị và nông thôn. Ông Trump á, thường ông thắng phiếu nông thôn nhiều hơn là đô thị. Đô thị đa số là di dân không ưa ông. Bà Kamala Harris có cái nguồn gốc di dân có thể mà thắng đó. Thì thấy bên Pennsylvania nó có hai thành phố lớn là Philadelphia và Pittsburgh. Hai cái đô thị này, người ta nói là bà Kamala Harris sẽ tập trung hai cái đô thị này, và có thể là thêm một vài cái vùng mà gọi là ngoại ô tí xíu. Còn ông Trump cũng sẽ tập trung những cái vùng thôn quê. Thế có những cái nơi ông Trump đến chỉ có cái thị trấn chỉ có mười mấy hai chục ngàn dân, chẳng hạn như Butler chẳng hạn. Nhưng mà các cái thao nhỏ nhỏ xung quanh nó đến làm như cũng rất là đông. Anh thấy không? Đó. Bây giờ nói thẳng luôn nè, tại Pennsylvania này sẽ là cuộc chiến giữa đô thị và nông thôn. 2016 ông Trump đã thành công chuyện này rồi. Ông thắng ở Pennsylvania. Nhưng năm 2020 ông thua. Đúng không? Ông thua. Vâng. Một phần đó là bởi vì Pennsylvania là nơi mà ông Biden chào đời đó, ông có lợi thế đó. Thì kỳ này bà Kamala Harris là không có lợi thế đó. Nhưng mà Pennsylvania cũng là cái nơi mà cũng có nhiều di dân họ vào. Đó. Thì anh nghĩ sao về cái cuộc chiến giữa đô thị và nông thôn ở Pennsylvania để làm sao chiếm được 20 phiếu đại cử tri đoàn này trong những ngày còn lại? Xin mời anh. Câu trả lời của tôi là nếu mà tôi là người của bà Kamala Harris thì tôi sẽ đánh đúng cái con đường như là ông Biden đã đánh hồi năm 2020. Và nên nhớ rằng là hồi năm 2020 ông chỉ thắng có 80.000 phiếu ở tại Pennsylvania. Nên nhớ rằng là có một cái lực lượng mà hầu như là mọi người không ai để ý đến. Và cái lực lượng này, cái lực lượng rất là quan trọng cho bà, cả cho bà Kamala cũng như là cho ông Donald Trump. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đó là cái lực lượng người Ukraine và người Ba Lan. Tổng cộng là có 1 triệu người Ukraine và người Ba Lan đang cư ngụ ở tại Pennsylvania. Nếu mà ai mà thắng được cái tập thể đó thì tôi nghĩ là sẽ thành công. Bà Kamala Harris có thể sẽ thành công, có lợi thế hay không? Câu trả lời là có. Ai cũng biết rằng là nếu mà bà trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, bà ngồi ở tòa Bạch Ốc thì là chắc chắn là bà sẽ hỗ trợ cho NATO và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine vân vân và vân vân. Ai cũng biết điều đó. Thật ra bà có một cái lợi thế.
Cái vấn đề còn lại là bà có biết khai thác cái lợi thế đó hay không. Ông Donald Trump thì ông cũng có những cái lợi thế khác. Ông Donald Trump ông đánh vào nông thôn, và ông bảo thấy chưa, nông thôn nên nhớ một cái điều rất là quan trọng, tiền là chúng ta phải tiêu ở trong nước. Người Mỹ có một câu là charity starts at home, chứ không phải là tiền bỏ ra ở bên ngoài. Ông sẽ tiếp tục ông làm như là ông đã làm hồi năm 2016. Ông tiếp tục ông làm như là điều mà ông đã làm hồi năm 2020. Vấn đề còn lại thì tôi nhìn là tôi thấy đúng như anh Đỗ Dũng nói, tức là nông thôn là một và thành thị là hai. Pittsburgh, Philadelphia và những vùng ngoại ô, tôi thấy ai cũng hiểu cái điều đó. Nhưng riêng với cá nhân tôi lại nhìn một cái khác, tức là tôi nhắm vào một cái tập thể người thiểu số, và đặc biệt nhất đừng quên 800.000 người Ba Lan và gần 200.000 người Ukraine đang có mặt ở tại Pennsylvania. Đó cũng sẽ là cái lá phiếu quyết định, thưa với lại anh Đỗ Dũng. Câu hỏi chót cho anh Khanh, liệu ông Trump có làm nên lịch sử trong ngày 5 tháng 11 này hay không? Lịch sử đây không phải là thắng cử tổng thống, mà là thắng cả phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông. Vì đó là cái điều ông đã không làm được, đúng không? 2016 thua phổ thông, 2020 thua cả phổ thông, cả đại cử tri. Kỳ này liệu có thể thắng cả hai không? Xin mời anh câu chót cho anh. Còn nếu mà thắng một trong hai cái là chuyện thường. Anh thắng phổ thông mà anh không thắng đại cử tri là thua. Mà thắng đại cử tri mà thua phổ thông là anh thắng. Nhưng mà chúng tôi muốn có một cái gì đó gọi là được chứng minh, tức là tôi còn rời tôi thắng cả hai. Liệu điều đó xảy ra không? Câu chót chạy. Câu trả lời của tôi là như thế này. Ngay giờ phút này thì tôi không nhìn thấy cái điều đó. Tôi hỏi anh sau ngày 5 tháng 11 kìa. Vâng, ngay giờ phút này thì tôi không nhìn không, thấy. Không, sau 5 tháng 11 chứ không phải ngay phút này. Sau 5 tháng 11, tôi, dạ. Vâng, bởi vì là tôi thấy là hầu hết là mọi người đều những cuộc thăm dò đều dẫn chúng ta vào cái chỗ đó là ông Trump có thể sẽ trở lại tòa Bạch Ốc, tức là ông sẽ thắng phiếu cử tri đoàn. Nhưng mà bảo rằng là cái lá phiếu phổ thông thì dường như là mọi cuộc thăm dò cũng dẫn chúng ta đến cái chỗ đó là cái thuộc về bà Kamala Harris. Thật ra tôi chưa nhìn thấy được cái điều đó, thưa anh Đỗ Dũng. Vậy thì xoàng quá, xoàng quá. Con rời mới thấy xoàng là giống 2016 thì cũng chỉ hơn cái mợ kia thôi. Đáng lý hơn mợ này mà phải quánh cho một trận, như là bởi mợ này là đệ tử của Joe Biden và chết bục nữa. Anh nghĩ sao vậy đó? Có như vậy là có xin lỗi là vậy có nhục nhã không? Ngay giờ phút này thì ông Trump rõ ràng là ông đi đến đâu là đừng quên là Kamala Harris là hiện thân của Joseph Biden. Thì đó, 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 đó. Đúng vậy. Cho nên mà thắng hai cái mới là vinh quang chứ, chết bục chứ. Không nhưng được anh, khó lòng. Dạ vâng. Cảm ơn Khanh rất nhiều, cảm ơn quý giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở như ngày mai. Dạ vâng, xin là cảm ơn anh Đỗ Dũng và cũng xem cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, chương trình đặc biệt cho người Việt TV.